Nếu anh em đang muốn thử vận may nhận ngay nick VIP, ok, hãy đến với shop misu.com, shop hợp tác duy nhất và chính thức của Misu TV. Ok, thì hôm qua có một số bạn nạp thẻ vào shop bị lỗi, đó là do bên phía nạp thẻ nó đang bảo trì nhé anh em, và hoạt động trên shop ngày hôm nay đều trở lại một cách hoàn toàn bình thường. Và anh em nhớ vào thử vận may và để nhận ngay các nick VIP nhé anh em, ok. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì mình xin chúc anh em có một buổi trưa thật vui vẻ và mát mẻ nha anh em. Thì trong video tiếp theo ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi giả gái và đi tán trai nha anh em. Đấy, thì trong video lần trước thì mình cũng đã làm giả gái và đi tán trai rồi, và cũng thấy rất chi là nhiều anh em ủng hộ. Nên là hôm nay thì mình sẽ làm một cái series tiếp theo về video giả gái để đi tán trai nha anh em. Và trong video lần này thì chúng ta sẽ tiếp tục nhảy ở cái phía phần xưởng cơ khí nha anh em. Chúng ta sẽ nhảy lên nóc xưởng cơ khí để đi xem có bạn nào, chúng ta sẽ đi thả thính nha anh em, thả thính xem có bạn nào nó đớp thính không nha. Ok, anh em có tò mò xem liệu có thanh niên nào sẽ đớp thính trong cái video này không anh em? Đây, và bây giờ thì mình sẽ nhảy xuống đây nha anh em. Ôi, chưa chi nhảy xuống là có một thằng nó đấm lấy đấm để rồi này anh em. Đấm gì mà đấm gớm thế, để cho người ta nó còn đấm với đúng không? À đây, thanh niên này này, thanh niên này lúc nãy ở ngoài sảnh chơi mình đã gặp rồi này thanh niên này. Đấy đấy. Ôi, cái thanh niên mặc bộ ninja thần chết để cho cái bạn kia nó lại để mình giao lưu thế nào. Đây đây đây, đây chính là cái bạn mà lúc ở nãy ngoài sảnh chờ chúng ta đã gặp này anh em. Đây, thanh niên này là chúng ta có thể dụ được này, có vẻ là đớp rồi. Thanh niên này có vẻ là đớp thính rồi đấy anh em. Đây đây đấy. Khá chi là thích thú rồi, thì thanh niên này thích thú. À, thêm một bạn nữ rồi. Nói chung thì anh em mà nhảy lên trên nóc xưởng cơ khí ấy mà gặp những bạn nào mà nó nói chung là cũng hòa đồng và cũng nhây nữa kia. Nhây là một phần đấy nhá anh em, thì rất chi là vui luôn. Còn những cái thanh niên mà cứ đi đấm lấy đấm để như thế này thì anh em phải diệt nhanh anh em, diệt nhanh, diệt tận gốc luôn. Đấy. Đấy, thanh niên ninja thần chết là đi đấm lấy đấm để rồi. Đây, và mình sẽ lại gạ thanh niên này nhá. Vậy thanh niên này cũng chết rồi à? Đây, và bây giờ thì mình sẽ lại mình gạ cái thanh niên này xem nhá anh em. À, cái thanh niên áo đỏ rồi nhờ. Ờ, thanh niên áo đỏ nhảy xuống dưới mất rồi anh em ơi. Được thanh niên đớp thính thì lại nhảy xuống dưới mất rồi. Chắc có lẽ thì mình sẽ sang một cái trận khác và mình kiếm một cái thanh niên khác để xem có đớp thính không nhá anh em. Đây, và mình đã kiếm được một cái trận mới anh em. Và mình cũng đã kiếm được một cái thanh niên đớp thính rồi. Anh em có thấy không? Thanh niên mặc bộ ninja thần chết, nói chung thì không phải giống cái thanh niên ở trong cái trận trước đâu. Đấm lấy đấm để như thế này thì ai ai thèm đúng không? Đấy, cái thanh niên này cứ đứng vỗ tay đấy anh em, giơ cả mông ra cho thanh niên này xem luôn. Đấy, bạn này có vẻ là thấy rất là thích rồi đấy anh em, đớp thính đớp chụt luôn. Mình thả thính anh em thấy mình thả thính ghê không? Thả thính phát nào là chúng phát đấy. À, thanh niên này nhảy xuống dưới cho anh em, mình cũng nhảy xuống luôn nhá. Ở dưới đây thì cũng có một cái thanh niên mà trước một lúc thì mình cắt một đoạn đi rồi. Trước một lúc thì cũng nói chung cũng giao lưu với hai đứa mình cũng hiền anh em ơi. Đấy, thanh niên này cũng hiền đấy, còn cho mình cả máu này anh em. Nói chung là máu miễn phí mà. Máu miễn phí nên là cứ dùng tẹt đi. Mấy thanh niên này nhiều máu lắm, mình chỉ cần thiếu máu phát là vứt ra cho mình thôi. Đấy anh em. À, thấy chưa, một nữ mà đi với hai thanh niên. Hai thanh niên này thì hiện tại cứ nghĩ mình là con gái chắc chắn luôn. Đấy, còn vứt cả ba lô à. Vứt nhiều thứ thế. Đấy, có à, vứt cả súng này. Thôi vứt cả súng nhưng chắc mình không lấy đâu, mình ném lựu đạn thôi. Vậy bạn kia thì bạn ấy nhảy xuống dưới mất rồi. Rồi vậy bạn kia đi nhảy xuống dưới lút đồ rồi anh em ơi. Còn hai đứa mình ở trên đây thôi. Em thấy cái tài mà giả gái đi tán trai của mình nó đã đạt đến cái trình độ phải gọi là đẳng cấp luôn đúng không anh em? Thả phát nào là cứ phải gọi là đớp luôn phát đấy. À, bên kia có người kìa. Bên kia có người kìa anh em. Nào vứt súng ra cho mình bắn thế nào. À, thanh niên này vứt súng luôn này. Phóng khoáng đấy nhở. Ok, nào nào, cái bạn xích xích ra để mình bắn cái bạn kia nào. À, đây đây, thanh niên này anh em. Không chết được rồi. Thanh niên này thì cũng ở khá là xa đấy nên là bắn cũng khó chết anh em. Đây, và chúng ta quan trọng là chúng ta thả thính được hai đứa rồi. Video đầu tiên thì cũng thả thính được một đứa và trận đầu tiên thì thả thính được một đứa và cái trận này thì thả thính được hẳn hai đứa luôn nha anh em. Đấy. Người ta hay gọi là bắt cá hai tay đấy anh em. Ơ,
mình nhấn nhầm xuống rớt xuống phía dưới mất rồi. Ôi, rớt xuống phía dưới may mà đã đang còn 30 à 60 máu anh em ơi. Thanh niên kia chắc cũng xuống luôn. À rồi, thanh niên mặc áo cao cũng xuống luôn rồi. Và anh em muốn chờ cái kết quả này nó như thế nào? Hiện tại thì còn có 6 người thôi và ba đứa mình ở đây rồi thì chỉ còn 3 thằng nữa thôi. Anh em muốn xem cái kết quả như thế nào thì nhớ nhớ cứ nhấn like và đăng ký kênh và theo dõi nha anh em. Đây, nói chung thì giờ mà bắn thì có hai thanh niên này thì bắn cũng là khó vì nó sẽ chỉnh tâm sang địch ấy anh em, nên là nó dễ chỉnh tâm sang cái bọn này lắm. Đấy, bạn này cứ đi lốt đồ như bình thường thôi. Anh em nào mà chơi những cái trận ấy mà gặp những cái bạn mà hòa đồng và nhây như thế này thì khá chứ là vui luôn. Mình chơi ấy, mình mà nhảy ấy, hay nhảy xuống sườn cơ khí thì mình không hay chơi hay không hay đấm nhau đâu. Và mình chỉ hay có những cái bạn nào mà nhây ấy, đó, đi chung như thế này thì rất chi là vui luôn. Đấy anh em thấy chưa? Nhây như thế này thì phải còn gọi gọi gì là bằng đúng không? Chơi game là mình phải nhây một tí, không không phải lúc nào cũng là nghiêm túc nha anh em, phải nhây một tí thì nó mới vui. Và bên đây có người này anh em. Đây đây, bên đây có người này. Mình lúc nãy mình nghe tiếng súng ở bắn ở phía bên đây rồi. Rồi có lẽ là ba đứa mình vào cam thôi nha anh em. Còn có 5 đứa thôi anh em này. Đây 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 đây, đây đúng rồi anh em. Rồi dính một phát rồi. Ôi, đấy anh em thấy chưa? Kéo tâm là nó nhầm vào bạn này rồi, chết luôn này. Ôi may thế nhở, còn tí mình chết rồi. Bắn khẩu Gloria này bắn gần nó không ăn thua anh em ơi, bắn này là phải bắn đam sai. Rồi có lẽ là nhiều đồ này. Bạn này có vẻ nhiều đồ phết nhá. À, mà lại không có bịch máu nhá, anh em thấy chưa? Rồi ơi, còn có ba thằng này. Ôi, cái bạn bạn mặc bộ ninja thần chết bị chết mất rồi anh em, bị bạn kia bắn chết à? Có lẽ là bị bạn kia bắn chết rồi anh em. Đấy, thanh niên này cho máu luôn này. Anh em thấy chưa? Chỉ cần mình nhấp nhấp cái là thanh niên này nó sẵn sàng cho mình máu luôn. Và bây giờ thì chúng ta cứ đi chúng ta đi săn còn còn một đứa còn lại thôi. Săn còn một bạn còn lại thì còn hai đứa mình thì nó kết quả thì nó sẽ như thế nào nha anh em. Anh em có tò mò không? Tò mò thì nhớ cứ theo dõi video của mình nhá. Ok. Rồi. Mình nghĩ là còn một bạn nữa thì có lẽ là ở phía dưới cái chỗ tháp đồng hồ này anh em. Mình nghĩ là có lẽ sẽ ở phía bên đó. Nói chung là được một cái trận như thế này cũng khá chi là vui rồi anh em. Gặp mấy cái bạn nhây như thế này ấy. Nói chung thì mình chơi khoảng 10 trận thì cũng phải gặp lấy khoảng 4-5 trận nó nhây nhây như thế này. Và nói chung thì mà nó mà nhây ấy thì anh em cảm thấy vui. Và những cái trận nào mà anh em bắn căng thẳng á, gặp những cái thanh niên nhây như thế này thì rất chi là vui luôn. Và còn xả stress này ấy. Đây ấy, bạn này lại nhảy lên cái chỗ tháp này làm gì? Bo thu tới nơi rồi còn. Chạy bo nào bạn ơi. Đấy, lại còn vùng nổ nữa này. Đây, và bây giờ thì mình với thanh niên này sẽ chạy vào tháp đồng hồ lút đồ xem nhé anh em. Có khi là mình mà chạy vào cái tháp đồng hồ này thì sẽ gặp một cái bạn còn lại ấy. Hiện tại thì còn có 3 người thôi, mà bên mình mất 2 người rồi thì còn có một bạn nữa thôi. Có khi là rất chi có khả năng là gặp một bạn nữa ở đây này. À, được hai cái bom keo này anh em. Không có đạn súng tiểu liên nhỉ. Mình thì rất thích bắn cái khẩu MP40 luôn, nhưng mà ở hiện tại thì vẫn chưa thấy khẩu MP40 ở đâu anh em ơi. Ska này. Ok, à mình bị lạc với bạn kia rồi, bạn kia đi loot đồ ở đâu rồi đấy anh em. Bo thu này. À vùng vùng cái này là vùng bị nhiễm độc rồi anh em. Ôi mất luôn cái giáp kìa. Mất luôn cái giáp rồi, mất luôn cái mũ ba này. Sao mà đốt ghê thế nhanh anh em nhờ? Đốt, mình thấy đốt đến vòng bo này là vòng bo thứ ba rồi, nên là nó đốt khá chi là đau anh em ạ. Rồi may mà nó hết rồi, mình lạc với bạn kia rồi anh em ơi. Rồi, giờ chỉ còn một cách duy nhất là spam đạn này anh em. Spam đạn là kiểu chi và gì bạn ấy cũng biết cái vị trí của mình ấy, hay là kiểu gì cũng chạy ra thôi. Giờ thì chúng ta cứ spam đạn ra đây thôi. Đấy, spam nguyên một băng rồi đấy. Không biết bạn ấy đi loot đồ ở chỗ đâu rồi anh em. Đây, spam đạn liệu bạn ấy có ra không nhỉ? À đây, thanh niên đây rồi, anh em thấy chưa?
Mình chỉ cần spam đạn cái là bạn ấy biết vị trí của mình thôi. Và nếu anh em nào muốn hóng cái kết của video này thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nhá. Và bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá.